Đây là một mặt khe nứt, đây là mặt khe nứt này. Nó làm chia cái, nó cắt đứt cái tầng đá phía ra thành nhiều các cái đoạn khác nhau, đúng không? Đấy. Thì cái này chúng ta có thể đo được là cái khe nứt này nó nằm hướng như thế nào. Và thực tế là những cái khe nứt này chúng ta nghiên cứu là nó có quy luật chung đấy, thường là nó song song trong một khu vực, nó song song với nhau, đúng không? Chúng ta thấy là cái này và cái này là gì, hoàn toàn song song với nhau. Và trong một cái khu vực ấy, thì cái khe nứt nó cũng phản ánh được cái điều kiện kiến tạo, cái hoạt động kiến tạo của cả cái vùng. Thường nó có quy luật chung như thế. Thì nếu mà khe nứt phát triển song song như thế thì ở cái khu vực này nó sẽ có những cái đứt gãy, và nó đứt gãy lớn nó cũng sẽ song song với cái khe nứt này. Để tôi ghi. Đấy, bây giờ thử dùng địa bàn xem, đo xem cái khe nứt này nó như thế nào. Tí nữa. Và cái mặt phiến này nó là